Thưa quý vị, thưa các bạn, theo đánh giá của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đến nay thì lĩnh vực dịch vụ dầu khí công nghệ cao đã phát triển nhanh và đa dạng. Dịch vụ dầu khí Việt Nam có thể cung cấp hầu hết các loại hình dịch vụ cho mọi mặt của hoạt động dầu khí. Trong đó, một lĩnh vực đã tạo được thế mạnh đáng kể như dịch vụ căn cứ, dịch vụ tàu thuyền, dịch vụ chế tạo và lắp ráp các công trình dầu khí biển. Ngành công nghiệp dịch vụ công nghệ cao dầu khí từng bước chiếm lĩnh thị trường và đáp ứng ngày một cao nhu cầu dịch vụ dầu khí tại Việt Nam. Tỷ trọng doanh thu và dịch vụ trên tổng doanh thu toàn ngành tăng liên tục, trung bình từ 15 đến 20% một năm. Dịch vụ dầu khí Việt Nam đã có thể cạnh tranh bình đẳng với các công ty nước ngoài trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực kỹ thuật cao như dịch vụ kho nổi, chứa, xử lý và xuất dầu thô, FSO và FPSO, dịch vụ chế tạo và xây lắp công trình dầu khí biển, khoan và giếng khoan. Đặc biệt, dịch vụ căn cứ và dịch vụ tàu chuyên dụng chiếm 100% thị phần trong nước. Nhiều dịch vụ khác như dịch vụ chế tạo và xây lắp công trình dầu khí biển đang từng bước vươn lên chiếm thị phần. TSC đã xác định rõ cái đường hướng phát triển cũng như là cái việc và cái tầm quan trọng của cái giá trị chất xám, cái giá trị của dịch vụ và đã không ngừng cải tiến và nâng cấp để mà càng ngày càng làm được tự chủ và làm được những cái việc mà trước đó chưa làm được và thay thế cho người nước ngoài cũng như là thay thế cho các cái đơn vị cung cấp dịch vụ nước ngoài mà trước đây chúng ta phải đi thuê. Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC là đơn vị tiêu biểu trong ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí của đất nước. Với sự phát triển mạnh mẽ của PTSC, trong thời gian qua, dịch vụ kỹ thuật dầu khí đã, đang và sẽ đóng một vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dầu khí, cũng như cho nền kinh tế của đất nước. Có thể nói, nhiều lĩnh vực dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ cao như FSO, FPSO, dịch vụ chế tạo và xây lắp công trình dầu khí biển, khoan và dịch vụ giếng khoan, dịch vụ vận tải dầu khí, cũng đã được PTSC cung cấp với chất lượng tiêu chuẩn cao. Công tác dịch vụ dầu khí luôn phải đối mặt với cạnh tranh quốc tế, nên PTSC xác định chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp là yếu tố quyết định đến phát triển của PTSC. Do đó, PTSC không ngừng đa dạng hoạt động dịch vụ đi đôi với chuyên môn hóa dịch vụ kỹ thuật dầu khí, tạo thế mạnh cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường dịch vụ. Trong thời gian tới thì PTSC đẩy mạnh các hợp tác và cập nhật các cái kỹ thuật công nghệ mới, có những giải pháp để mà làm sao mà khuyến khích được và cổ vũ được các cái khuyến khích để làm sao mà tạo cái động lực cho sự phát triển. Ngoài ra nữa là không ngừng nỗ lực học hỏi, rồi đẩy mạnh các hợp tác và cập nhật các cái kỹ thuật công nghệ mới. Năm 2015, trong bối cảnh giá dầu thế giới chưa có tín hiệu phục hồi, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu khí PV Drilling tiếp tục phát triển các dịch vụ kinh doanh cốt lõi là cung cấp giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí công nghệ cao tại thị trường trong nước và khu vực. Trong đó, tăng cường công tác đào tạo nhân lực thông qua hình thức đào tạo tại chỗ, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất kinh doanh, tối đa hiệu suất sử dụng giàn từ 99 đến 100%. Để mà làm chủ dần với lại các cái khoa công nghệ mới đấy thì bên cạnh cái việc mà liên doanh liên kết với các cái đối tác nước ngoài họ có cái năng lực về khoa công nghệ thì tự thân chúng tôi cũng phải có những cái nghiên cứu và có thành lập ra cái hội đồng khoa công nghệ. Hội đồng khoa công nghệ không chưa đủ mà phải hội tụ được tất cả các cái chất xám, các cái cán bộ kỹ thuật trẻ và họ có cái nhiệt huyết, họ có cái mong muốn được nghiên cứu và được biến những nghiên cứu của mình đưa vào thực nghiệm trong thực tế sản xuất. Hiện nay, yêu cầu về mức độ phức tạp và tính chuyên nghiệp trong dịch vụ kỹ thuật dầu khí ngày càng cao. Điều kiện tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí cả ở trong nước và nước ngoài đòi hỏi công nghệ cao, hiện đại, chất lượng dịch vụ phải đạt chuẩn quốc tế đang là thách thức không nhỏ trong việc cạnh tranh cung ứng dịch vụ. Vì vậy, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã không ngừng đầu tư trang thiết bị và phát triển khoa học công nghệ. Trong đó, hiệu quả đầu tư là yếu tố quyết định. Nhờ có sự đầu tư mạnh mẽ, đúng hướng và hiệu quả, nên đã tạo dựng được cơ sở vật chất đủ mạnh, khoa học công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu trong nước và bắt đầu vươn ra nước ngoài.